ba sáu à? Thua là thua, đúng rồi. Đánh phân, đã phân tài cao thấp rồi còn gì nữa. Cái tiền nó chỉ là cái tí tiền thưởng thôi, không quan trọng. Vẫn ăn sáng bình thường. Mai tôi mời cậu ăn sáng là được cái gì? Tuệ Huỳnh đang thua tỷ lệ ấy, đang đánh 6 ván và Huỳnh thua mẹ nó 4 ván rồi. À Huỳnh thua 3 ván rồi. Ván này ván thứ 6. Ván này ván thứ 6. Chết rồi nhỉ, đánh mẹ chết rồi nhỉ. Chết chín rồi. Yeah. Phải ăn sám như vậy chứ gì nữa. Chắc nó 10 đi. Chị đéo gì đấy mình nhỉ? Mắt có sẹo à? Con 6 nó lù lù vậy, muốn cắt nó con 11 thì tôi chịu không rồi. Ăn gì luôn. Đánh nhẹ nhàng cho Tuyền ạ. Còn này mà không ăn được con mì con 6 thì quá kém. Quá kém luôn. Vừa tới và chạm. Quá kém ở trình đánh kém quá. Mà đừng đặt thẳng đi. Được đặt mà. Chạm dính chết đi rồi. Đánh quá kém luôn như Tuyền. Phải quá kém luôn. Tập điều tao nắm kém rồi ấy. Không phải, quả đấy chỉ cần chạm bao là chết gì rồi. Làm 20 điểm thế thì tôi chỉ quan hết được không? 1 triệu đúng không? Được quan. À, 5 triệu không? Quan được như vậy. Bảo chất số 4 số 8. Đúng không? Thuê chứ cơ đáng. Chắc cả thuê cơ đó. Sâu rồi. Thuê cơ. À, cuộc đời thuê cơ nhá. Thuê cơ. 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 Thuê Để lấy mặt đi. Hiếu đâu mất đây. Ăn đi. Ôi nét thế. Cười nét đấy. Cộng vào con 14 đi ngay. Bắn cái vào. Chọc cả cơ đi. Lỗi. Đâu. Ván này ván thứ 6 rồi chứ. Mười hai cơ mà. Xong đẩy nhẹ thôi. Bắn góc, bắn góc đéo gì đẩy nhẹ bắn nó mình. Anh lốn vừa góc kinh. Lại thôi hình này nó lốn 10 rồi. Không được bài. Mình ăn mấy con? Ván 6 Huỳnh thua. Huỳnh ăn mấy con? Phải Huỳnh ăn phải 3 con thì phải đánh con này nữa. Ván 6 Huỳnh thua nhá.